Cô hay lên kìa. Đón anh về đó. Thầy cái nè, hồi nãy thầy cái nói thầy cái không có thương ai hết á, nhưng bây giờ thì lại biết thầy cái thương. Chờ thầy cái gì ở đó? Clay, Clay à, thì mai mốt Clay xuống cùng gặp anh vậy. Clay không xuống nữa đâu. Chẳng thà Clay nằm chiếc bao để thấy mặt thầy. Yeah.
Lai à, đối với Lai tôi có lỗi rất nhiều. Tôi đã lợi dụng lòng yêu mến của Lai để mà tìm hiểu chuyện này. Giờ đây đã hãm tường trống đục, Lai là một cô gái dịu hiền mộc mạc đáng thương. Dù không đồng ý trong sự trả thù quá tàn nhẫn của Lai, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi ở vào hoàn cảnh của Lai thì tôi cũng sẽ không làm sao khác biệt. Tôi thì chuyện thù xưa hãy để cho nó chìm sâu vào dĩ vãng. Tôi hứa là tôi sẽ lui tới săn sóc cho Lai. Cô hai đang chờ thì cái gì đó Clay.